Đây là một sự cố công trình đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 10 người và nhiều người bị thương. Cái thứ hai là cái dạng sự cố này thì rất đáng tiếc là cách đây hơn một năm cũng đã từng xảy ra một cái sự cố tương tự như vậy ở khu công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long. Đây là vấn đề chúng ta cần phải hết sức và đặc biệt là quan tâm, lưu ý. Ta phải dừng thi công ngay các cái hạng mục công trình của cái chủ đầu tư này cho đến khi chúng ta xác định được nguyên nhân và xác định được trách nhiệm thì mới sẽ xem xét cái việc tiếp theo là như thế nào. Thông thường thì giám định nguyên nhân sự cố thì nó cũng phải mất vài tuần để xác định, làm nó phải cẩn thận nhé, trách nhiệm rất nhiều chủ thể, nguyên nhân kỹ thuật còn phải lấy mẫu kiểm tra, thẩm tra thiết kế, tính toán lại, vân vân, xác định các điều kiện tự nhiên, ví dụ như là vận tốc gió, tải trọng gió trong cái thời điểm xảy ra.